một buổi sáng đặc biệt trên một con đường nhỏ xinh xắn trong một ngôi làng nhỏ có một cụ ông già yếu đuối tên là henry henry đã sống một cuộc đời đầy khó khăn và cô đơn sau khi mất đi người vợ yêu quý của mình ông đã sống một mình trong căn nhà nhỏ và thường xuyên ngồi trên ghế đá sân nhà ngắm nhìn những bông hoa và cây cỏ xung quanh mỗi buổi sáng henry thức dậy sớm và đi dạo xung quanh ngôi làng nhưng vào một buổi sáng đặc biệt khi henry đang đi qua một ngôi nhà hoang ông nhìn thấy một cô bé nhỏ đang ngồi bên cạnh cánh đồng hoa mặt trời cô bé có đôi mắt xanh sáng và mái tóc vàng như ánh mặt trời henry tiến lại gần và hỏi cô bé em đang làm gì ở đây một mình cô bé hồn nhiên cười và trả lời tôi đang tặng những bông hoa này cho những người không có ai thương yêu tôi tin rằng hoa có thể làm cho họ vui vẻ hơn henry cảm thấy mình đã tìm thấy một cơ hội để trao đi những điều ông không còn sử dụng ông nghĩ về những ngày ông đã trải qua một mình và ý nghĩ về việc làm điều gì đó có ý nghĩa cho người khác đã ấp ủ trong tâm trí ông suốt một thời gian dài henry và cô bé cùng nhau thu thập những bông hoa tươi đẹp từ cánh đồng mỗi ngày họ đi khắp ngôi làng trao tặng những bông hoa cho những người cô đơn và bị bỏ rơi những người nhận hoa đều rất vui mừng và biết ơn sự chia sẻ của henry và cô bé khi trở về nhà vào một buổi sáng henry nhìn thấy một bức thư gửi đến từ cô bé trong bức thư cô bé viết cảm ơn ông đã giúp tôi biết rằng một người có thể làm thay đổi cuộc sống của người khác từ giờ tôi sẽ luôn tưởng nhớ ông và việc ông đã làm cho tôi henry đọc bức thư với nước mắt rơi rơi ông cảm thấy lòng ấm áp và hạnh phúc chưa từng có Cảm giác đó khiến ông quyết định tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp và làm thay đổi cuộc sống của người khác. Từ ngày đó, Henry không còn cảm thấy cô đơn. Những buổi sáng, ông cùng cô bé đi khắp ngôi làng, trao đi những bông hoa và niềm vui cho những người khác. Henry và cô bé trở thành đôi bạn không thể tách rời, chung sức để lan tỏa niềm vui và hy vọng. Câu chuyện của Henry và cô bé nhỏ nhắn này nhắc chúng ta rằng dù cuộc sống có khó khăn và cô đơn đến đâu, việc chia sẻ và làm điều tốt vẫn luôn mang lại niềm vui và ý nghĩa sâu sắc cho cả người cho và người nhận